Thưa quý vị, Quảng Ngãi đã bước vào mùa khô. Năm nay dự báo tình hình thời tiết có nắng nóng kéo dài nên sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cũng như đảm bảo cấp điện an toàn cho khách hàng. Thời gian cao điểm nhất là tháng 5, tháng 6 và cũng là thời điểm căng thẳng nhất trong năm trong việc cung ứng điện trên toàn tỉnh. Để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan cũng như không để xảy ra tình trạng thiếu hụt điện, đảm bảo cấp điện liên tục an toàn cho mùa khô năm nay, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và có nhiều khuyến cáo tuyên truyền đến người dân nhằm tiết kiệm điện năng. Đồng thời, công ty cũng đưa ra nhiều phương án nhằm chống quá tải hệ thống điện, chống thất thoát điện do khách hàng trộm cắp hay hư hỏng thiết bị đo đếm. Bắt đầu vào mùa khô, nhu cầu sử dụng điện của người dân trong tỉnh tăng cao. Theo dự báo, tình hình phụ tải điện trong năm 2017 tăng 15% so với trước đây. Dự báo được tình hình lập phương án ngay từ đầu năm nên bước vào mùa khô năm nay, Công ty Điện lực Quảng Ngãi luôn ở thế chủ động trước tình hình nắng nóng xảy ra trên diện rộng và kéo dài. Từ đầu mùa khô năm 2017, công ty tăng cường kiểm tra bảo dưỡng định kỳ thiết bị, nâng dung lượng các trạm biến áp phụ tải, nâng tiết diện dây dẫn, hoán đổi máy biến áp các trạm biến áp phụ tải cho phù hợp, đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn phục vụ điện cho công tác chống hạn và chống quá tải lưới điện trong mùa khô năm 2017. Công ty cũng đã giải quyết cấp điện kịp thời cho các phụ tải mới quan trọng, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng, phương tiện vận chuyển, thông tin liên lạc, trực vận hành 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý kịp thời các sự cố. Từ đầu năm đã triển khai huy động tất cả các nguồn cung cấp điện cho Quảng Ngãi. Hiện nay Quảng Ngãi nhận điện từ 9 trạm 110 kV, 220 kV từ hệ thống điện quốc gia. Kết hợp với nguồn điện quốc gia thì các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải toàn tỉnh tốt nhất trong mùa khô năm nay. Hiện nay đối với các nhà máy có hồ chứa thì vẫn duy trì công suất định mức, còn các nhà máy không có hồ chứa thì chỉ huy động vào trong các giờ cao điểm. Chủ trương của ngành điện trong việc cấp điện mùa khô thì hiện nay Tổng ty Điện miền Trung cho chỉ đạo các cái công ty điện lực thành viên là hạn chế tối đa việc cắt điện để thi công, chỉ thực hiện cắt điện đối với việc sửa chữa những cái điểm xung yếu điện lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện tốt nhất trong cái mùa khô 2017 năm nay. Công ty Điện lực Quảng Ngãi chúng tôi cũng đã lập cái phương án cung cấp điện cho năm 2017, trong đó cũng nhấn mạnh đến cái việc cấp điện trong cái tình hình có cái thời tiết cực đoan, gió lốc, thiên tai cũng như là bão lụt. Đặc biệt đối với cái mùa khô năm nay thì công ty chúng tôi cũng đã chuẩn bị đảm bảo cái nguồn điện cũng như cái cấu lưới đảm bảo an toàn để cấp điện trong suốt cái mùa khô này. Về vấn đề lưu lượng thủy văn về các hồ thủy điện thì so với năm ngoái thì năm nay có cái triển vọng nó khả quan hơn. Tuy nhiên nó cũng chỉ đáp ứng đối với những cái nhà máy thủy điện có hồ chứa, ví dụ như thủy điện Hà Nam hoặc là thủy điện nước trong. Còn đối với các nhà máy thủy điện không có hồ chứa như sông Riền, Cà Đố, Quy Mang thì cái lượng nước về nó cũng rất ít và chúng chỉ để huy động được vào giờ cao điểm mà thôi. Hiện nay nguồn cấp điện đã đủ nhưng lưới điện phải tiếp tục đầu tư nâng cấp thì độ an toàn tin cậy cung cấp điện mới được đảm bảo. Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ dự báo, mùa khô năm nay hiện tượng El Nino sẽ tác động lên các tỉnh miền Trung mạnh hơn cả năm ngoái. Dự báo tình hình cực đoan, mùa hè diễn biến bất thường, mưa bão, lũ quét cũng sẽ ra. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã triển khai phương án kiểm tra toàn diện chống quá tải cục bộ cho các đường dây và trạm biến áp, chú trọng các khu vực tập trung đông dân cư và có phụ tải điện phát triển nhanh trong thời gian qua. Công ty thực hiện kế hoạch điều hòa công suất với những giải pháp hiệu quả. Đến nay, các trạm biến áp có nguy cơ quá tải trong mùa khô đã được san tải, đảm bảo cấp điện an toàn. Cùng với đó, các điện lực triển khai công tác kiểm tra, xử lý tiếp xúc, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện trung hạ áp. Khắc phục tồn tại nếu có các đường dây và trạm biến áp trên địa bàn quản lý đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Thực hiện chế độ kiểm tra tải các trạm biến áp, nhất là thời gian cao điểm tối để kịp thời căng pha san tải khi phụ tải tăng cao, thay đổi bất thường. Ngành điện đã triển khai tất cả các phương án tối ưu, tuy nhiên mỗi người dân doanh nghiệp cần sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Ý thức của khách hàng sử dụng điện là quan trọng trong việc cấp điện an toàn hiệu quả của Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Công ty chúng tôi cũng khuyến cáo quý vị khách hàng nên chủ động xem xét bố trí sử dụng điện thích hợp, tránh sử dụng những thiết bị có cái công suất cao vào cái giờ cao điểm, cũng như sử dụng những thiết bị điện không cần thiết vào giờ cao điểm. Đặc biệt đối với mùa nắng nóng thì nhu cầu giải nhiệt, làm mát bằng hệ thống máy lạnh cũng rất là phổ biến và sử dụng nhiều trên cái địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chính vậy chúng tôi cũng rất mong quý vị khách hàng xem xét cái hệ thống dây dẫn, đảm bảo nó tin cậy và chắc chắn, tránh cái trường hợp để xảy ra hỏa hoạn do bị quá tải dây dẫn cũng như tiếp xúc không được tốt.
Đặc biệt trong mùa khô thì tình hình dông sét gió lốc cũng xảy ra rất nhiều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Do đó chúng tôi cũng rất khuyến cáo quý vị khách hàng cũng như nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh hãy đề phòng trường hợp dông sét đối với các cái khu vực ở vùng miền núi và nông thôn. Bên cạnh nỗ lực của ngành điện đảm bảo cấp điện vào mùa nắng nóng, cùng góp phần vào vận hành an toàn lưới điện, cần sự chung tay thực hiện tiết kiệm điện của cộng đồng xã hội. Để chống quá tải cục bộ đường dây và trạm biến áp, các cơ quan đơn vị cá nhân gia đình trên địa bàn cần cắt giảm các thiết bị điện chưa thật cần thiết trong giờ cao điểm. Có như vậy, mùa nắng nóng 2017 sẽ được đảm bảo cấp điện ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chống quá tải hệ thống điện, chống thất thoát điện do khách hàng trạm cấp hay hư hỏng thiết bị, đo đếm luôn được triển khai thực hiện thường xuyên để đảm bảo nguồn cung cấp điện liên tục. Vào mùa nắng nóng thì nhu cầu sử dụng điện đối với khách hàng tăng cao. Một số khách hàng có kiến thức về điện, đồng thời lợi dụng các vị trí có đường dây bị che khuất để thực hiện hành vi trộm cắp điện. Đồng thời lợi dụng chính sách giá điện hiện nay, khách hàng sử dụng điện có mức giá cao hơn mức giá đã đăng ký với ngành điện. Đây là hành vi trộm cắp điện, vi phạm pháp luật. Theo đó, mức xử phạt hành vi trộm cắp điện theo Nghị định số 134/2013 Nghị định Chính phủ. Phạt tiền từ 2 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng dưới 1.000 kWh. Đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 2.000 kWh trở lên, mức xử phạt cao nhất đến 50 triệu đồng. Đối với trường hợp trộm cắp điện từ 20.000 kWh trở lên, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, sẽ bị tịch thu tang vật phương tiện dùng để vi phạm và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại đối với hành vi trộm cắp điện. Thông báo về việc ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn cho việc thi công các công trình điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Công ty Điện lực Quảng Ngãi thông báo lịch ngừng cấp điện như sau: ngày 20 tháng 5 từ 4 giờ 30 đến 7 giờ khu vực mất điện đường Hùng Vương đoạn từ đường Lê Hữu Trác đến đường Chu Văn An, đường Lê Hữu Trác đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Từ Tân, tổ 23 phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Từ 6 giờ đến 7 giờ và từ 11 giờ đến 12 giờ khu vực mất điện một phần các thôn Hội An 1, Hội An 2, An Thạch, An Thổ, xã Phú An, huyện Đức Phổ. Từ 6 giờ đến 11 giờ khu vực mất điện một phần xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành. Từ 6 giờ đến 14 giờ khu vực mất điện toàn bộ các xã Ba Trang, Ba Khâm, huyện Ba Tơ. Từ 7 giờ đến 13 giờ khu vực mất điện tổ dân phố Liên Hiệp 2, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi. Từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 khu vực mất điện toàn bộ thôn An Đại Ba, xã Nghĩa Phương, toàn bộ xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa. Ngày 21 tháng 5 từ 5 giờ đến 6 giờ khu vực mất điện các đường Trần Kiên, Trà Bồng, Khởi Nghĩa, Vạn Tường, đường Phạm Văn Đồng đoạn từ đường Trần Kiên đến đường Trà Bồng, Khởi Nghĩa, một phần phường Trương Quang Trọng, toàn bộ các xã tỉnh Đắng Đông, tỉnh An, tỉnh Châu, tỉnh Long, tỉnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Từ 5 giờ đến 8 giờ khu vực mất điện một phần tổ dân phố Liên Hiệp 1, phường Trương Quang Trọng, một phần thôn Đông Dương, xã Tịnh Đắng Tây, thành phố Quảng Ngãi, một phần thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Từ 6 giờ đến 14 giờ khu vực mất điện toàn bộ các xã Ba Trang, Ba Khâm, huyện Ba Tơ. Từ 7 giờ đến 10 giờ khu vực mất điện toàn bộ các thôn Phước Hòa, Phước Lộc, Phước Thuận, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức. Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 khu vực mất điện trung tâm y tế huyện Bình Sơn, một phần xã Bình Long, một phần thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. Từ 14 giờ đến 17 giờ khu vực mất điện toàn bộ các thôn Phước Hiệp, Phước An, Phước Luông, Phước Mỹ, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức. Ngày 23 tháng 5 từ 6 giờ đến 11 giờ khu vực mất điện toàn bộ xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành. Ngày 24 tháng 5 từ 6 giờ đến 12 giờ khu vực mất điện toàn bộ các thôn Bằng Thạch, Thanh Sơn, xã Phú Cường, huyện Đức Phổ. Ngày 25 tháng 5 từ 7 giờ đến 11 giờ khu vực mất điện công ty Thái Phát Hưng, các hộ nuôi tôm Dương Quang, Đức Thắng, Đức Chánh, toàn bộ thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức. Từ 7 giờ 30 đến 16 giờ khu vực mất điện một phần thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa. Riêng toàn bộ các thôn Cổ Lũy Bắc, Vĩnh Thọ, Làng Cá, xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa mất điện hai lần, mỗi lần 60 phút vào lúc 7 giờ 30 và 15 giờ. Công ty Điện lực Quảng Ngãi xin thông báo đến khách hàng sử dụng điện ở các khu vực trên được biết để tiện bố trí công việc. Đến đây xin kết thúc chuyên mục Điện và Đời sống số tháng 5 2017. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.